Vũ Động Càn Khôn Phần 3 Tập 21 Xảo Huyệt Phù Khôi Thuyết Minh Tại kênh Youtube Di Các Phim Chúc các bạn xem video vui vẻ Kim Quang lướt qua nơi cánh tay của Liễu Khô Trong nhất thời máu tươi bay ra tung tóe Bất chợt một cánh tay của Liễu Khô lại dưới vô số ánh mắt kinh hãi của mọi người Cùng với máu tươi bắn ra Cánh tay của Liễu Khô lại bị lâm động một trường chặt rời Nhìn thấy một màn này lại nhìn lâm động với vẻ mặt giữ tợn đầy máu tươi đứng giữa không trung không ít người đều sợ hãi đến run hết cả người khi nãy bọn họ vẫn còn nghi hoặc tại sao lâm động lại không hề né tránh công kích của liễu khô suy cho cùng công kích ở trình độ đó cực kỳ có khả năng sẽ giết chết lâm động một cách triệt đề mà những hành động tiếp theo đó của lâm động liền hóa giải được những nghi hoặc trong lòng bọn họ thì ra cũng không phải lâm động không tránh được công kích đó mà từ lúc bắt đầu hắn đã có cách nghĩ lấy mạng thế mạng như thế dùng thân thể cứng rắn hứng chịu một trường toàn lực của một cao thủ tạo khí cảnh đại thành đây vốn là một chuyện cực kỳ mạo hiểm nếu như cơ thể của Lâm Động chưa từng trải qua nhiều lần tôi luyện, hắn hiện giờ đã hoàn toàn là một xác chết, cho nên nói, đây chính là lấy mạng thế mạng cũng không có gì quá đáng, mà rất hiển nhiên, hành động điên cuồng này của Lâm Động cho dù bản thân Liễu Khô cũng chưa từng nghĩ tới, nếu không thì hắn tất nhiên sẽ không thể tiến hành hành động mạng đổi mạng như vậy. Mà nghĩ đến điều này, không ít người đều thầm nuốt nước bọt một cái, ánh mắt nhìn về phía Lâm Động đầy vẻ kiêng dè, người có bản lĩnh thực ra vốn không đáng sợ, điều đáng sợ là loại người vừa có thực lực tâm tính lại hung hãn như sói loại người này dám cay độc cả với chính bản thân mình huống hồ chi là với người khác trong lúc ánh mắt vô số người còn đang vô cùng kinh hãi liệu khô cũng trong phút chốc bình tĩnh lại cảm nhận được cơn đau từ nơi cánh tay truyền đến ánh mắt của lão cũng trong phút chốc trở nên đỏ rực lên biểu hiện của cơn phẫn nộ đã dâng lên đến cực điểm trong lòng hắn lại cũng đang điên cuồng sụp sôi kết quả như thế này lão ta căn bản chưa hề dự liệu qua lão ta không thể nào ngờ nổi rằng Bản thân mình trong một trận giao thủ với một tên tiểu bối tạo hình cảnh đại thành, lại phải trả ra một cái giá quá đắt là một cánh tay như thế này. Cái giá như thế này, đối với vị trưởng môn của cổ kiếm môn này mà nói, không hề nghi ngờ giống như một sự sỉ nhục nặng nề nhất. Tiểu Tạp Trùng, lão phu hôm nay phải bầm thay người thành vạn mảnh. Đau đớn cùng với phẫn nộ sôi sục không ngừng dâng trào lên trong lòng, gần như trong khoảnh khắc đã chôn vùi hoàn toàn lý trí của Liễu Khô, hắn cố chịu đựng cơn đau bị đứt cánh tay, tay còn lại một quyền oanh mạnh ra kinh phong sắc bén mang theo sát ý âm lãnh hung hăng oanh thẳng lên đầu của lâm động đối mặt với phản kích điên cuồng của liễu khô lâm động cũng vội vàng rút hai tay về giao nhau thành hình chữ thập ở trước mặt trên hai cánh tay kim quang cũng bạo phát ra một quyền phẫn nộ của liễu khô nặng nề oanh lên hai cánh tay giao nhau của lâm động trượt liền phát ra thanh âm kim thiết giao nhau trói tai kình phong cường hãn mạnh mẽ nhất thời khuếch tán ra mà thân thể của lâm động cũng trực tiếp bị một quyền của liễu khô oanh ngược ra sau gần mười thước cốc bộ của lâm động liên tục lui nhanh giữa không trung chật đáp xuống trên một cây đại thụ phía sau ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn liễu khô cặp mắt lúc này đã đỏ rực gần như điên dại hai cánh tay lâm động khẽ động đậy một cảm giác tê dại nhanh chóng lan ra còn may là có huyền hoàng địa giáp bàn tay lâm động sờ lên trước ngực mình một kích liều mạng khi nãy không hề nghi ngờ là vô cùng nguy hiểm một quyền khủng bố đó của liễu khô cho dù cùng là cao thủ tạo khí cảnh đại thành cũng đều không dám sử dụng thân mình chống chọi may mà cơ thể lâm động vô cùng cường hãn lại cộng thêm huyền hoàng địa giáp nếu không e rằng một quyển đó của lão ta đã đánh cho hắn bị trọng thương có điều nói thì nói như vậy nhưng lúc này ngực của lâm động cũng đang chuyển đến từng cơn đau nhức thiết nghĩ ắt là cũng đã xuất hiện một chút thương thế nhưng điều này so với sự đau đớn bị chặt đứt một cánh tay của liễu khô thì căn bản không cần để ý đến a à, tiểu tạp trùng nhìn thấy một quyền điên cuồng của mình vẫn không đạt được hiệu quả rõ ràng liễu khô tức đến mức ngay cả buồng phổi cũng muốn nổ tung lên lão bị đứt mất một cánh tay thực lực gần như tuột dốc rất khó đạt được hiệu quả như trước đây có thể hoàn toàn áp chế lâm động lão đưa tay lên ôm lấy nơi cánh tay bị đứt bộ dáng trên gương mặt đã toàn là máu tươi thần sắc dữ tợn như ác quỷ vô số người nhìn thấy liễu khô đang điên cuồng gào thét giữa không trung bọn họ cũng chỉ biết nhìn nhau lại không ai dám nói thêm điều gì đặc biệt là những tên khi nãy cho rằng lâm động sắp sửa gặp tai ương thì lại càng ngậm chặt miệng lại thực lực đối phương thi triển ra cường hãn đến như thế đó khiến bọn họ hiểu rằng sau này vẫn nên ít chọc đến cái gã thanh niên lưu manh liều mạng này trưởng môn sư huynh thảm trạng bên này của liễu khô cũng bị đám người cổ nham bên kia phát hiện ra sắc mặt cổ nham kinh hãi đến mức trắng bệch thân hình lão vừa động đã chật vật thoát khỏi sự đau bám của tiểu điêu xuất hiện bên cạnh liễu khô nâng lão dậy mà khi hắn nhìn thấy cánh tay bị đứt lìa của liễu khô trong mắt cũng không khỏi trào lên một sự kinh hãi vô cùng hắn quả thực không thể nào tưởng tượng tên lâm động lúc đầu ngay đến hắn còn có thể dễ dàng thu phục trong thời gian ngắn ngủi vài tháng trời lại có thể mạnh đến mức này trưởng môn sư huynh đi mau ánh mắt cổ nham kinh hãi một tay ôm lấy liễu khô thân hình lui nhanh về phía sau hắn hiểu rằng cánh tay liễu khô một khi đã đứt như vậy thực lực của lão cũng sẽ giảm đi đáng kể nếu như tiếp tục giao thủ với lâm động rất có khả năng ngay đến cái mạng cũng phải bỏ lại nơi đây cho nên trước mắt vẫn là nhanh chóng rời xa nơi này thì tốt hơn. Tiểu Súc Sinh, lão phu nhất định sẽ không tha cho ngươi. Liễu Khô bị cổ nham kéo lui đi, lão quay đầu lại, tiếng gào thét điên cuồng tràn ngập ý hiểm độc. đệ tử cổ kiếm môn rút lui. mấy tên tinh anh của cổ kiếm môn bên kia dưới công kích mạnh mẽ của tiểu viêm đang chống đỡ vô cùng chật vật, chợt nghe thấy trưởng môn hạ lệnh, cũng vội vàng thoái lui bảo hộ hai người Liễu Khô, vô cùng chật vật bỏ chạy về hướng xa xa tiểu điêu nhìn thấy đám người cổ nham chỉ trong chớp mắt đã chạy trốn mất cũng không đuổi theo thân hình khẽ chớp động đã xuất hiện bên cạnh lâm động hắn nhìn qua thần sắc của lâm động ánh mắt khẽ trùng xuống nói thương thế của ngươi không nhẹ đâu nhanh chóng rời khỏi nơi đây giọng nói của lâm động cũng có chút gấp gáp thương thế trong cơ thể hắn quả thật cũng không nhẹ thế nhưng bề ngoài vẫn cố gắng duy trì bộ dáng khỏe mạnh suy cho cùng xung quanh đây đang có không ít kẻ đang nhìn hắn một cách thèm thuồng Tuy rằng khi nãy hán đại triển hùng uy cũng đã dọa cho những tên kia có chút khiếp sợ, nhưng nếu như để bọn chúng biết được trạng thái hiện giờ của mình, thì khó mà đảm bảo sẽ không khơi dậy ý đồ tham lam của bọn chúng. Ưm, tiểu điêu cũng gật gật đầu, móng vuốt vừa vẫy, tiểu viêm liền chấn động lôi rực, lướt tới, cái đầu lớn của nó rụi rụi vào người lâm động. Lâm động cũng không kéo dài thêm, xoay người cưỡi lên lưng hổ, tiểu điêu cũng đứng trên vai hắn, quang mang từ hắc sắc vẫn không ngừng quanh quẩn xung quanh thân thể ánh mắt lạnh lùng mà cảnh giác nhìn xuống đám người bên dưới oanh tiểu viêm giang rộng lôi rực hóa thành một đạo lôi quang nhanh chóng bạo lực về phía xa để lại vô số những ánh mắt tức nuối dưới hung uy chấn động của lâm động cho dù là có người đoán được đối phương hiện tại đã bị thương nhưng trước lúc chưa nắm chắc cũng không dám dễ dàng động thủ suy cho cùng kết cục lúc trước của liễu khô vẫn còn in sâu trong ký ức của bọn họ mà cùng lúc với lâm động và đám nhân mã cổ kiếm môn rời đi đám đông đó mới dần dần thu hồi lại ánh mắt nhìn núi đá vẫn được những con ma phong thứ bảo hộ kia cũng đã không còn tâm tư nào tiến lên nữa nếu như lâm động đã thuận lợi đi ra từ trong đó thiết nghĩ bảo bối bên trong cũng đã bị vơ vét sạch sẽ nếu như đã vậy vẫn là không nên lãng phí thời gian thì hơn ô không ô dưới sự thúc giục của tiểu điêu tiểu viêm thi triển tốc lực đến cực độ hóa thành một đạo lôi quang mang theo tiếng hổ gầm trầm thấp lướt qua đường chân trời lâm động ngồi xếp bằng trên lưng hổ đợi cho đến sau khi những ánh mắt đó hoàn toàn biến mất khuôn mặt không chút biểu tình của hắn mới hiện lên vẻ đỏ hồng sau đó một ngụm máu tươi trực tiếp được phun ra tiểu tử này cũng quá liều mạng rồi lại dám dùng thân thể mình trực tiếp chống đỡ với cao thủ tạo khí cảnh đại thành nếu như không phải hôm qua luyện ngọc lôi thể đến mức đại thành ngươi hiện giờ cho dù là không chết cũng sẽ bị lột ra nhìn thấy dáng vẻ ấy của lâm động tiểu điêu không khỏi bất đắc dĩ nói hừ tên lão cầu đó lại dám đánh tiểu viêm vậy thì ta chặt đi một cánh tay của hắn Lâm Động lao đi vết máu nơi khóe miệng, cười nói. Vì một con sùng vật mà liều mạng như vậy, thích hợp sao? Tiểu Điêu cười nhạt nói. Giống. Dường như nghe được lời nói của Tiểu Điêu, Tiểu Viêm đang bay với toàn lực bỗng thốt ra một tiếng giống phẫn nộ, đuôi cự mãng khổng lồ mang theo một tia lôi quang hùng hăng quật về phía Tiểu Điêu. Hắc hắc. Tiểu Điêu vũ động móng vuốt, một vòng quang mang tử hắc sắc liền bắn ngược lại công kích của Tiểu Viêm. Bàn tay lâm động khẽ vũ vũ lưng Tiểu Viêm đang phẫn nộ, sau đó nhìn chằm chằm tiểu điêu nghiêm túc nói tiểu viêm là bạn của ta không phải là sùng vật tiểu điêu khẽ ngẩn người đôi mắt nheo lại sau đó nở nụ cười một cách cổ quái móng vuốt khẽ vỗ vai lâm động nói tên tiểu tử này quả thật khó mà khiến điêu gia ta không khỏi tán thưởng tìm một nơi nghỉ ngơi chút đã ngươi phải nhanh chóng chữa lành vết thương sau đó nhanh chóng tiến vào khu vực trung tâm không gian cổ bi từ huyễn tượng mà bộ hài cốt ấy chuyển đến trong không gian cổ vi này đích thực là có sự tồn tại của thôn vệ tổ phù hắc hắc tên tiểu tử nhà ngươi cũng thật may mắn tin tức này nếu như truyền ra ngoài e rằng cả vương triều đại viêm này cũng sẽ náo nhiệt một phen đây lâm động khẽ gật đầu nghĩ đến sự cường đại của thôn vệ tổ phù trong lòng hắn cũng trả lên một tia háo hức nếu như quả thực có được vật đó có lẽ quá trình tu luyện sau này của hắn sẽ vì thế mà có sự thay đổi lớn tiểu viêm cũng nghe hiểu được cuộc đối thoại giữa một người một điêu kia trượt lôi rực chấn động liền lướt xuống phía thâm sơn bên dưới, sau đó nhanh chóng ẩn mình đi. Thương thế của Lâm Động tuy không nhẹ, nhưng cũng không nặng lắm, trải qua gần nửa ngày nghỉ ngơi hồi phục, khí huyết cuộn trào trong cơ thể cũng dần dần hồi phục lại bình thường. Cơ thể của hắn vốn đã rất mạnh mẽ, việc hồi phục thương thế cũng dễ dàng hơn xa người bình thường. Mà sau khi thương thế hoàn toàn bình phục, Lâm Động lại bắt đầu khởi hành, lần này sau khi trải qua nửa ngày phi hành hết tốc lực không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng dần đến được khu vực trung tâm không gian cổ bi lôi quang lướt qua đường chân trời chợt dần dần giảm tốc độ lại lâm động ngồi trên lưng hổ ánh mắt hướng ra xa nhìn về bình nguyên ở nơi xa xa ở đó là một không gian nhìn không thấy tận cùng toát lên vẻ khí tức cổ xưa của một tông phái từ thời viễn cổ cuối cùng dần dần xuất hiện trong tầm mắt hắn trong khu di chỉ giống như phế tích đó lại không biết ẩn chứa bao nhiêu bảo bối đang đợi đến thời điểm tái xuất trên thế gian này di tích viễn cổ xuất hiện trước mặt lâm động rộng lớn đến mức khiến người ta phải cảm thấy rung động nhìn ra xa các tòa kiến trúc hùng vĩ nối liền thành một đường thẳng trực tiếp kéo dài đến tận cuối đường chân trời các loại tháp cao sừng sững chuyên dùng để tu luyện đều toát lên vẻ cổ xưa vô tận đối diện với toàn cảnh khu di tích này sức mạnh của con người không hề nghi ngờ gì chỉ nhỏ bé như một con kiến mà thôi nhìn khu di tích viễn cổ rộng lớn đến mức nhìn không thấy tận cùng này trong mắt lâm động cũng toát lên một vẻ kinh ngạc không giấu nổi trượt trong lòng thầm than cái tông phái viễn cổ này ở thời đại đó không ngờ lại lớn mạnh đến mức khủng khiếp như thế này quy mô như thế này quả thực gần giống như một đất nước nhỏ diện tích nơi đây cực kỳ rộng lớn trong đó tồn tại không ít những bí ẩn thiết nghĩ cho dù trong những năm gần đây đã có không ít người đến nơi này nhưng tất nhiên vẫn chưa hoàn toàn khám phá triệt để hết được tiểu điêu ngồi trên vai lâm động nhìn về di tích ngập tràn hương vị cổ xưa kia nói lâm động gật gật đầu nếu muốn khám phá cặn kẽ địa hình phức tạp này thời gian phải tiêu hao e rằng sẽ không hề ngắn tuy rằng trong những năm gần đây đại hoang cổ bi đã bị không ít người tiến vào nhưng chỉ vội vã tìm kiếm bảo vật qua loa làm gì có thời gian cẩn thận tìm kiếm khắp nơi ở đây cũng không biết rằng các thế lực của tứ đại tông tộc và đám đại ma môn ông khôi tông võ minh đã đến nơi này chưa diện tích ở đây quá lớn vốn không cách nào để dò xét hết được lâm động tự lẩm bẩm một mình đừng quan tâm đến bọn chúng nữa tìm thôn vệ tổ phù trước đã bản mệnh linh phù của người chính là từ trong thác ấn của thôn vệ tổ phù mà ra chắc chắn sẽ có chút cảm ứng với nó. Tiểu Điêu vẫy vẫy móng vuốt, nói. Ừm. Nghe vậy, Lâm Động cũng gật gật đầu, khẽ vỗ lưng Tiểu Viêm. Tiểu Viêm liền chuyển động lôi rực, nhanh chóng bay vào trong di tích tông phái rộng lớn đó, đào một vòng phía trên khu di tích. Lâm Động nhìn vô số những đại điện bị năm tháng mài mòn, toát lên một nét cổ xưa, cũng không khỏi thở dài. Tông phái lớn mạnh như thế này cũng khó tránh được dòng chảy của năm tháng ha. À. Khi Lâm Động giảm tốc độ bay quanh phía trên di tích cũng thỉnh thoảng nhìn thấy một số nhân ảnh lướt qua trong di tích khổng lồ đó thiết nghĩ hẳn cũng là một số nhân vật quen đường sông đến nơi đây trước nhưng hắn lại vốn không chủ động sông đến bắt chuyện người đến đây không phải độc hành hiệp thì cũng là đội ngũ có thế lực đối với người ngoài tất nhiên là sẽ không tin tưởng đến lúc đó ngược lại không đạt được hai ho gì còn gây nên không ít rắc rối không cần thiết tiểu viêm đợi đã cùng với việc phi hành từ từ dò xét này kéo dài gần khoảng nửa tiếng đồng hồ lâm động ngồi xếp bằng trên lưng của tiểu viêm trong lòng đột nhiên chấn động ánh mắt hắn chợt chuyển hướng đến phía xa xa ở nơi đó có một ngọn núi vô cùng hùng vĩ trên ngọn núi có không ít cổ tháp tu luyện đặc biệt mà xét theo quy mô của các cổ tháp đó có lẽ không phải là đệ tử bình thường của tông phái có thể hưởng thụ được hơn nữa từ trong sơn thể hùng vĩ đó bản mệnh linh phủ trong nê hoàn cung của lâm động không ngờ lại phát ra một tia ba động chậm rãi mặc dù ba động đó cực kỳ nhỏ bé nhưng lâm động lúc này luôn luôn chăm chú quan sát từng động tĩnh của bản mệnh linh phủ, cho nên vẫn có thể phát giác được sự biến hóa này một cách rất nhạy bén. Có động tĩnh à? Tiểu Điêu cũng cả kinh, chợt vội vàng hỏi. Dường như có chút dấu tích. Trong mắt Lâm Động cũng thoáng vẻ kinh ngạc, chợt khẽ vỗ vỗ lưng Tiểu Viêm. Tiểu Viêm liền chấn động lôi rực, lướt nhanh đến ngọn núi khổng lồ vĩ đại đó. Ngọn núi này cao tới ngàn trượng, các dạng quái thạch san sát, từng luồng nguyên lực hội tụ ở nơi này bốc lên, khiến người ta nhìn thấy cũng phải khiếp sợ. Trong mơ hồ, nguyên lực không ngờ lại có xu thế hội tụ thành những luồng sương mù. Ở trên đỉnh núi, các cổ tháp cao vút dùng để tu luyện được xây dựng san sán nhau. Có thể nhìn ra, nơi này trong tông phái viễn cổ này át hẳn cũng có chút địa vị. Chí ít, không phải nơi mà những đệ tử tầm thường có thể tiến vào tu luyện. Bạn đang xem vũ động càn khôn được thuyết minh tại kênh youtube Di Cắp Phim. Khi Lâm động đáp xuống ngọn núi này, lập tức phát giác những ánh mắt từ các nơi nhìn tới đây đều là những người đã đến trước đang tản ra tìm kiếm các nơi ngọn núi này hùng vĩ như vậy cho dù là trong di tích viễn cổ rộng lớn này cũng coi như rất nổi bật cho nên cũng đã thu hút không ít người tới đây đang lật tung cả ngọn núi lên để tìm bảo vật mà đối với sự có mặt của lâm động sắc mặt một số người đều mang theo sự cảnh giác nhàn nhạt nhưng cũng không có người nào dám ra tay với hắn thực lực mà lâm động thi triển ra ở đại hoang cổ nguyên lúc trước cũng khiến cho khá nhiều người kinh sợ một phen ai cũng không muốn ở nơi này vô cớ đắc tội với một kẻ mạnh mẽ như vậy không ai tiến đến quấy dày lâm động cũng vui mừng trong lòng một người một điêu một hổ trực tiếp tiến vào trong một khu rừng rậm rạp cẩn thận lần theo một luồng năng lượng ba động nhàn nhạt đến mức khó có thể nắm bắt được quanh co tiến thẳng vào trong thâm sơn bên trong ngọn núi lớn này không ngừng ba động ra một luồng vũ khí nguyên lực nhàn nhạt khiến cho tầm nhìn cũng bị cản trở không ít lại cộng thêm trong thâm sơn ẩn chứa không ít yêu thú viễn cổ hung hãn người bình thường cũng không dám tiến vào quá sâu nhưng điều này đối với lâm động mà nói hiển nhiên là không thành vấn đề gì cả có tiểu điêu trợ giúp che giấu khí tức hắn cũng không sợ bị những đầu yêu thú ở nơi đây để mắt tới do đó xuyên vào trong khu rừng rậm gần khoảng một canh giờ cốc bộ của hắn cuối cùng cũng từ từ dừng lại sắc mặt hơi có chút kinh dị nhìn một tòa thạch môn khổng lồ xuất hiện ngay trước mặt hắn thạch môn này cực kỳ rộng lớn trên đó bám đầy rêu phong một mùi vị cổ xưa từ trong sộc ra mãnh liệt trên thạch môn đó hiển nhiên đã từng có rất nhiều phủ văn nhưng cùng với dòng chảy thời gian hoặc là do những duyên cớ khác những phủ văn đó lúc này đã mờ nhạt không còn nhìn thấy rõ nữa nhưng trong mơ hồ lâm động vẫn có thể cảm giác được những phủ văn mà nó lưu lại vẫn còn toát ra những luồng năng lượng cường đại nơi đây đã từng có người vào rồi lâm động nhìn một kẽ hở trên thạch môn lại nhìn qua những dấu chân đầy trên mặt đất cặp mày trượt cao lại loại ba động mà hắn cảm nhận được đã gần như biến mất hoàn toàn ở nơi đây thiết nghĩ trong động phủ ẩn chứa trong chốn thâm sơn này ắt hẳn là có một vài thứ có liên quan đến thôn vệ tổ phù. Đi vào trước đi. Tiểu điêu khẽ huy động móng vuốt, cho dù là đã có người vào trước, vậy thì cũng phải ra tay cướp cho được thôn vệ tổ phù. Ưm. Lâm động hiển nhiên cũng không có ý định bỏ cuộc, khẽ gật gật đầu, liền lướt vào trong động phủ. Tiểu điêu, tiểu viêm cũng nhanh chóng phóng theo sau. Tiến vào thạch môn, ánh sáng cũng trở nên u ám hơn một chút. Lâm động nhanh chóng men theo thạch đạo, nhanh chóng tiến lên phía trước, càng đi sâu vào bên trong, hắn cũng phát hiện ra thông đạo này hơi có chút dốc xuống tựa hồ như là đi thông xuống phía dưới bên trong sơn động này có diện tích vô cùng rộng lớn và lại các con đường thạch đạo khá nhiều tuyến đường vô cùng phức tạp giống như một cái mê cung vậy nếu như người thường bước vào e rằng chỉ nhìn qua thì đã thấy hoa cả mắt rồi khi lâm động đối mặt với hơn trăm thạch đạo hắn cũng có chút trần trừ không biết lựa chọn con đường nào có điều may thay luồng ba động thoát ẩn thoát hiện đó lúc này chờ xuất hiện trở lại đã chỉ cho hắn một con đường ở bên phải Hắn liền không chút do dự, men theo thạch đạo đó tiến vào. Một người hai thú nhanh như chớp lướt vào thạch đạo, mà càng tiến sâu vào bên trong, cặp mày của Lâm Động cũng càng lúc càng cao lại, bởi vì hắn phát hiện ra, ngay đến cả nơi này cũng đã có những dấu chân đi qua, vả lại những dấu chân này còn khá mới, hiển nhiên trước hắn không lâu đã có không ít người tiến vào nơi đây. Chẳng lẽ quả thật đã bị người khác nhanh chân giành mất? Nghĩ đến đây, cặp mày Lâm Động không khỏi co lại hơn nữa, tốc độ đột nhiên gia tăng lên thêm một chút khoảng mấy phút sau đó bước chân hắn đột ngột dừng lại chặn lại tiểu viêm và tiểu điêu ở phía sau lúc này phía trước hắn đã xuất hiện một chút ánh sáng hắn cẩn thận tiến từng bước từng bước một lên phía trước bất chợt một cái động đen hình tròn cực kỳ lớn bộ dáng lại giống như một cái tổ ong xuất hiện trong tầm mắt hắn cái này lâm động thoáng có chút ngạc nhiên nhìn về phía cái động đen hình tròn đó cái động đen này sâu đến mức không thể nhìn thấy đáy xung quanh thành của hắc động có dày đặc những huyệt động nhỏ trong mơ hồ có thể nhìn thấy một số chi gãy nằm rơi rớt ở những cái huyệt động nhỏ đó, chẳng cảnh nhìn qua, khiến người khác có cảm giác sợ hãi. Những thứ đó là phù khôi. Ngay lúc lâm động đang bị cảnh tượng tay chân gãy đập vào mắt này, mà thấy kinh dị, tiếng nói của tiểu điêu đột nhiên vang lên bên tai hắn. Đây là nơi nào? Lâm động có chút kinh ngạc hỏi. Át hẳn là xào huyệt của phù khôi, trong một số tông phái viễn cổ lớn mạnh, luôn có những đệ tử tu luyện tinh thần lực và nguyên lực dùng để điều khiển phù khôi mà sao huyệt phù khôi này chính là nơi đúc ra phù khôi cung cấp cho những đệ tử đó chọn lựa tiểu điêu nói lâm động âm thầm ngưỡng mộ những đệ tử của tông phái viễn cổ này quả thực có đãi ngộ quá tốt ngay đến phù khôi mà tông phái cũng chuẩn bị sẵn cho bọn họ loại đãi ngộ như thế này e rằng ngay đến âm khôi tông cũng không làm được quả nhiên là có người đã đến đây trước lời nói tiếp theo của tiểu điêu cũng khiến lâm động cả kinh ánh mắt hắn vội vàng nhìn theo quả nhiên là nhìn thấy bên dưới xào huyệt phù khôi rộng lớn vô cùng đó có từng đạo thân ảnh đứng sửng sững nhìn kỹ lại thì ra là có những sợi xích sát từ bốn phía xung quanh xào huyệt lan ra hình thành một tấm lưới thép mà thân hình của bọn chúng thì đang đứng trên tấm lưới thép đó là đám người của âm khôi tông ánh mắt của lâm động vừa nhìn qua đã nhìn thấy một đạo thân ảnh đã từng giao thủ với hắn chợt ánh mắt hắn khẽ trùng xuống tên đó chính là đằng lỗi còn có người của đại ma môn nữa tiểu điêu ở bên cạnh cũng chen vào ánh mắt lâm động di chuyển quả nhiên là nhìn thấy cách đám người âm khôi tông không xa mộ thiên thiên dẫn theo đám người của đại ma môn đứng đó có điều nhìn vào không khí của đôi bên dường như không có vẻ tốt đẹp cho lắm xem tình hình trước đã lâm động nói khẽ diện tích nơi đây cực kỳ rộng lớn con người lọt vào nơi này chẳng khác nào một con kiến vậy bọn họ muốn ẩn nấp là chuyện vô cùng dễ dàng tiểu điêu cũng gật gật đầu sau đó một người hai thú liền lặng lặng lướt ra thông đạo núp vào một chỗ bên cạnh xào huyệt phù khôi lâm động chui ra sau một tảng cự thạch nhìn đôi bên đang dương cung bạt kiếm ở bên dưới. Do khoảng cách khá xa, tuy rằng Lâm Động biết là đôi bên đang tranh chấp cái gì đó, nhưng nhất thời lại, không nghe ra được rốt cuộc là đang tranh chấp vật gì. Bọn chúng đang tranh chấp một phù khôi cao cấp. Tiểu Điêu nhìn xuống dưới, đột nhiên nói. Phù khôi cao cấp. Nghe vậy, sắc mặt Lâm Động nhất thời biến đổi, phù khôi cấp bậc này có thể sánh ngang với một cao thủ tạo hóa cảnh A. Chẳng lẽ những tên này lại may mắn như vậy, phát hiện được một phù khôi cao cấp còn chưa ai thu phục phù khôi ở nơi nào ánh mắt lâm động trượt lóe lên thấp giọng hỏi hắn và âm khôi tông ân oán không nhỏ nếu như tên đằng lỗi đó thực sự có được phù khôi cao cấp e rằng việc đầu tiên chính là sẽ đem ra đối phó với hắn cho nên thứ này tuyệt đối không thể rơi vào trong tay âm khôi tông còn về đại ma môn lâm động tuy rằng không có ân oán với bọn chúng nhưng cũng không muốn hai tay dâng bảo vật cho bọn chúng cùng lắm đến lúc có được phù khôi rồi hắn liền ra tay giúp đám người đại ma môn thu dọn tên đằng lỗi này là được hắc hảo tiểu tử lại động ý xấu rồi có điều điêu gia ta thích bảo bối không được lọt vào tay kẻ khác nghe thấy lời này của lâm động tiểu điêu cũng khẽ nhếch miệng ánh mắt sáng lên nở nụ cười quái dị có điều đừng vội ra tay trước đợi bọn chúng động thủ rồi chúng ta mới lặng lẽ lẻn vào trong nhân lúc bọn chúng không thể phân tán tinh thần giành lấy phủ khôi cao cấp đó đây là nơi âm khôi tông bọn ta phát hiện ra trước đại ma môn các người đừng có quá đáng bên trên lưới xích sắt của xào huyệt phù khôi ánh mắt đằng lỗi có chút âm trầm nhìn đám người mộ thiên thiên cách đó không trầm giọng quát khanh khách đằng lỗi sao có thể nói thế được trong không gian cổ bi này bất kỳ một vật nào đều là báu vật vô chủ không thể nào vì lý do đến trước đến sau gì đó liền định đoạt ai là chủ ai là thứ nếu nói như người, thì ngoài người đầu tiên bước vào nơi này ra những người khác chẳng lẽ đều không có tư cách đến nữa sao đối mặt với tiếng quát phẫn nộ của đằng lỗi mộ thiên thiên cũng che miệng cười nói hừ Lúc đầu âm khôi tông ta vì để giải quyết hết mọi phiền phức trên đường, không biết đã tổn thất bao nhiêu nhân thủ rồi. Hiện tại các người lại muốn ngồi không đến hưởng chút lợi, trên thế gian làm gì có chuyện tốt đến như vậy. Phía sau đằng lỗi, một vị trưởng lão của âm khôi tông sắc mặt cũng lạnh lùng quát. Bảo vật nơi đây, kẻ mạnh ắt sẽ được, nói đến những việc khác thì có tác dụng gì chứ? Mộ thiên thiên lười biếng duỗi lưng một cái, làm hiện lên những đường cong tuyệt diệu đầy mê hoặc trên thân thể, mỉm cười yêu mị nói. Thực ra, các chúng ta muốn không nhiều, chỉ cần ngươi đem đầu phù khôi cao cấp đó đưa ra cho đại ma môn chúng ta, chúng ta lập tức sẽ rời khỏi. Nằm mơ. Nghe thấy lời này của mộ thiên thiên, những tên cao thủ của âm khôi tông cùng đồng thanh quát lớn một tiếng, bọn chúng rõ hơn ai hết, đảo mắt hết cả âm khôi tông, có thể lấy ra được phù khôi cao cấp cũng chỉ vòn vẹn có hai đầu mà thôi, hơn nữa lại còn không hoàn chỉnh nữa. Nhưng mà cho dù là vậy, đó cũng là chiến lược cực mạnh để âm khôi tông có thể đứng vững, khiến quần hùng phải kinh sợ ở quận đại hoang này nếu như lần này lại có thêm được đầu phù khôi cao cấp này vậy thì thực lực của âm khôi tông không nghi ngờ gì sẽ lại bành trướng thêm cho nên đầu phù khôi cao cấp này có nói gì đi chăng nữa cũng không thể để lọt vào trong tay đại ma môn mà trong lòng đám người mộ thiên thiên cũng ôm lấy cách nghĩ tương tự như vậy âm khôi tông đã có hai đầu phù khôi cao cấp rồi nếu như lại để bọn chúng có thêm một con nữa áp lực mà đại ma môn phải chịu cũng sẽ tăng thêm rất nhiều suy cho cùng ở quận đại hoang này các đại thế lực đều là tranh đoạt lợi ích lẫn nhau mà thôi thực lực của đối phương trở nên cường đại vậy thì tương đối lại mà nói bên ta sẽ trở nên yếu hơn mà thế lực nào trở nên yếu kém thì sẽ không có tư cách ở quận đại hoang này đạt được lợi ích cho nên đầu phù khôi cao cấp này nói gì cũng không thể để nó lọt vào tay âm khôi tông nếu như đại ma môn các người cố chấp như vậy vậy thì đừng trách âm khôi tông ta không nể mặt đối mặt với sự quấn bện của đại ma môn ánh mắt của tên đằng lỗi cũng trở nên lạnh lùng ánh mắt hán khẽ chớp động trượt bàn tay phất lên trầm giọng quát chặn bọn chúng lại cho ta vâng nghe thấy tiếng quát của đằng lỗi vô số cao thủ của am khôi tông chợt lớn tiếng quát lên tinh thần lực cùng với nguyên lực gào thét mà ra sau đó đại đa số bọn chúng đều từ trong túi càn khôn của mình lấy một đầu phù khôi hạ cấp thành thế vô cùng mạnh mẽ liều mạng xông về phía đám người đại ma môn hừ nhìn thấy âm khôi tông động thủ mộ thiên thiên cũng quát lạnh một tiếng ngọc thủ vừa phất những cao thủ của đại ma môn sau lưng nàng cả người chợt bộc phát ra quang mang màu đen mãnh liệt thân thể bọn họ bên dưới tầng quang mang màu đen kia lại bắt đầu bành trướng lên trong chớp mắt liền hóa thành một người khổng lồ làn da toàn thân đều phát ra một loại ánh sáng ngăm đen nhìn giống như bôi lên một lớp dầu trơn vậy tràn ngập cảm giác sức mạnh đại ma môn này quả nhiên cũng là chuyên tu luyện thân thể lâm động trốn phía sau một tảng nham thạch nhìn thân hình của những cao thủ đại ma môn đang bành trướng lên trong mắt cũng lướt qua vẻ kinh ngạc có điều rất hiển nhiên vũ kỹ mà đám người đại ma môn này tu luyện vẫn còn thua xa đại nhật lôi thể và ma viên biến của hắn bang bang cuộc chiến phía dưới gần như trong nháy mắt đã bùng nổ cao thủ của hai bên hung hăng va chạm với nhau kình phong nguyên lực phát ra cực kỳ hùng hồn giống như sóng thủy triều nhanh chóng quét tán ra đằng lỗi hôm nay để ta xem xem tinh thần lực của người rốt cuộc đã tu luyện đến bước nào khi cao thủ hai bên bắt đầu giao thủ bàn chân của mộ thiên thiên điểm nhẹ lên xích sắt một cái thân hình kiều diễm như một con bướm lướt đi đột nhiên một tầng quang mang trượt ngưng tụ lên trên thân thể kiều diễm của nàng nháy mắt đã ngưng tụ thành một bộ giáp năng lượng màu đen mảnh khảnh bộ giáp trụ vốn cũng không to lớn ngược lại có cảm giác hơi chút mềm mại ôm lấy những đường cong trên thân thể của mộ thiên thiên khiến cho nam nhân nào nhìn thấy cũng phải vì thế mà máu nóng sôi sục lại có thể ngưng tụ nguyên giáp nữ nhân này thực lực không vừa có thể đem pháp môn luyện thể tu luyện đến mức này nhìn bộ giáp trụ màu đen che phủ lấy cơ thể mềm mại của mộ thiên thiên tiểu điêu cũng có chút ngạc nhiên nói lâm động khẽ gật đầu vũ kỹ luyện thể mà mộ thiên thiên tu luyện hiển nhiên là một loại vũ kỹ không yếu kém chút nào có thể ngưng tụ thành loại giáp trụ nguyên lực như thế này như vậy không chỉ sức mạnh mà tốc độ cũng sẽ tăng lên khá nhiều ngay đến sức phòng ngự cũng đặc biệt mạnh mẽ khác thường suy cho cùng sức phòng ngự của giáp trụ nguyên lực cũng không kém hơn một số linh bảo trung cấp phòng ngự mới thời gian nửa năm không gặp Ngươi lại đem đại ma giáp tu luyện đến mức này, quả khiến người khác kinh ngạc. Có điều chỉ dựa vào nó, thì vẫn chưa đủ đâu. Đối với việc Mộ Thiên Thiên có thể ngưng tụ ra giáp trụ nguyên lực, tên đằng lỗi đó cũng không có chút cảm thấy ngạc nhiên nào. Hiển nhiên là hắn vô cùng hiểu rõ Mộ Thiên Thiên. Chợt thân hình của hắn dần dần bay lên không trung, tinh thần lực hùng hồn lan tỏa ra xung quanh. Một tia thanh âm phốc xích nhàn nhạt, nhạt vang lên, từng tia tinh thần chi hỏa liền ngưng hiện quanh thân thể hắn. Hiển nhiên tinh thần lực của tên này đã đạt tới cảnh giới linh phù sư hơn nữa xem hắn có thể ngưng tụ ra tinh thần chi hỏa một cách dễ dàng như vậy rất có khả năng đã bước vào cấp bậc linh phù sư trung cấp suy suy tinh thần chi hỏa vừa được ngưng hiện liền dưới sự khống chế của đằng lỗi bạo lược mà ra mang theo từng đạo đuôi lửa nhanh như chớp anh thẳng về hướng mộ thiên thiên ma sát trưởng đối mặt thế tấn công của tinh thần chi hỏa của đằng lỗi mộ thiên thiên hiển nhiên cũng không dám chậm trễ loại hỏa diễm này một khi bị chúng phải sẽ trực tiếp tổn thương đến tinh thần trong nháy mắt từng đạo hắc quang từ cơ thể của nàng nhanh chóng tuôn ra cuối cùng hóa thành một cự trưởng màu đen lớn khoảng 10 trượng cự trưởng nhanh chóng bay lên hung hăng nện lên trên những tia tinh thần chi hỏa đó thình thịch thình thịch từng tia tinh thần chi hỏa xem ra rất nhỏ nhưng khi nó tiếp xúc với cự trưởng màu đen đó lại bạo phát ra những tia tinh thần ba động cực kỳ cường hãn trực tiếp khiến cho cự trưởng kia vỡ ra từng đường khe nứt chẳng chịt khả năng khống chế tinh thần lực của đằng lỗi quả nhiên không tệ nhìn trận kịch chiến của hai người bên dưới lâm động cũng có chút kinh ngạc tên đằng lỗi có thể đạt đến cấp bậc linh phù sư trung cấp ở độ tuổi này thiết nghĩ về mặt tu luyện tinh thần lực cũng có thiên phú cực kỳ cường đại nói thế nào đi chăng nữa hắn cũng như mộ thiên thiên đều có thể xem như những nhân vật nổi bật trong đám hậu bối ở quận đại hoang này có điều nhìn dáng vẻ đó của bọn chúng dường như dự định chiến đấu hơn nữa tại sao tên đằng lỗi kia lại không chịu phù khôi ra bạn đang xem vũ động càn khôn được thuyết minh tại kênh youtube di các phim cặp mày lâm động đột nhiên co lại hắn phát hiện từ đầu cho đến giờ, đằng lỗi đều là dùng tinh thần lực chiến đấu với mộ thiên thiên vốn không có ý định triệu hồi phù khôi của mình ra. tên đó dường như đang muốn kéo dài thời gian chờ cái gì đó. tiểu điêu nhắm khẽ hai mắt nói, lâm động có chút kinh ngạc, chợt ánh mắt liền di chuyển xuống phía dưới xào huyệt phù khôi. ở đó hắn dường như mơ hồ cảm nhận được một tia ba động rất nhỏ. âm khôi tông đã có người đang tiến hành luyện hóa phù khôi cao cấp ở bên dưới, cảm nhận được ba động nhỏ bé đó sắc mặt lâm động chợt biến đổi kịch liệt những tên này thì ra là cố ý kéo dài thời gian với mộ thiên thiên và đại ma môn bên trong thì lại ngầm cho cao thủ lén lút luyện hóa phủ khôi cao cấp ở bên dưới hắc thật là xảo trá đi xuống dưới Điều. tiểu điêu cũng cười quái dị một tiếng ngay cả bọn họ cũng đều xém chút nữa đã bị âm khôi tông chơi cho một vố suy cho cùng phủ khôi cao cấp cũng quá quý trọng e rằng cho dù là đăng lỗi cũng không cách nào yên tâm để kẻ khác thu phục luyện hóa nó nhưng trước mắt rất hiển nhiên tên này vẫn đã đưa ra quyết định khiến người khác phải kinh ngạc lâm động gật gật đầu thân hình chớp động một cái liền nương theo bóng tối lặng lẽ lướt xuống xào huyệt phủ khôi bên dưới thân hình nhanh chóng hạ xuống cùng lúc với thân thể phi nhanh xuống lâm động cũng nhìn thấy trên vách đá của hắc động khổng lồ hình tròn kia đích thực là có rất nhiều động huyệt nhưng những phủ khôi trong đó đã gần như không còn năng lượng ba động nữa hiển nhiên là đã hoàn toàn hư hỏng ánh mắt của lâm động cảnh giác lướt qua phía bên dưới đợi đến khi thân hình hắn rơi xuống được vài phút sau nhãn thần đột nhiên ngưng lại chỉ nhìn thấy bên ngoài huyệt động không xa bên dưới có một lão giả dàng người gầy gò đang sắc mặt vô cùng tham lam nhìn một đầu phù khôi đang ngồi xếp bằng trong huyệt động từng luồng tinh thần lực không ngừng từ nê hoàn cung của lão tuôn ra sau đó nhanh chóng tuôn vào bên trong cơ thể của đầu phù khôi đó ý đồ muốn để lại tinh thần ấn ký trong nó tiện cho việc khống chế sau này quả nhiên là người của âm khôi tông cảm nhận được tinh thần lực có vẻ âm lãnh của lão già kia ánh mắt lâm động khẽ chớp động thế nhưng hắn lại không có lập tức ra tay mà là nhanh chóng lướt vào trong một đạo huyệt động khác lão giả này cũng là một linh phủ sư trung cấp thực lực vô cùng mạnh mẽ cho dù là lâm động cũng không cách nào dùng một kích lôi đình giết chết lão cho nên hắn phải chờ đợi một cơ hội một cơ hội một kích tất sát giết chết lão nếu như là lúc bình thường một linh phủ sư trung cấp bắt hẳn sẽ không cho hắn cơ hội xuất ra một kích trí mạng này nhưng trước mắt lại không giống vậy lão giả đó đang muốn để lại tinh thần ấn ký trong cơ thể phủ khôi ắt hẳn là sẽ phải tiêu hao tinh thần lực cực lớn mà khi sự tiêu hao này đạt đến đỉnh điểm thực lực của hắn cũng sẽ trong nhất thời giảm đến mức cực yếu đó chính là khoảnh khắc mà lâm động muốn chờ đợi bên ngoài huyệt động cách đó không xa vị trưởng lão của âm khôi tông sắc mặt cuồng hì nhìn phù khôi đang dần dần phát ra ánh sáng trong huyệt động tinh thần lực mà hắn rót vào trong cơ thể của phù khôi đang nhanh chóng hình thành nên tinh thần ấn ký chỉ cần đợi đến khi dấu ấn thành hình hắn liền có thể chân chính khống chế phù khôi cao cấp này đến lúc đó địa vị của hắn trong âm khôi tông sẽ lập tức lên như nước thủy triều chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó nụ cười trên gương mặt lão càng sâu đậm hơn sau khi duy trì được vài phút cuối cùng cũng đến khoảnh khắc đạt tới đỉnh phong trên đầu của phù khôi kia có một tinh thần ấn ký đang dần dần xuất hiện lặng lẽ huyền phù ha ha nhìn thấy một màn này tên trưởng lão của âm khôi tông nhất thời không khỏi ngửa mặt cười rộ lên hưu mà cũng ngay lúc lão ngửa mặt lên cuồng tiếu đó trong bóng tối một ngọn lửa vô hình nhanh như chớp lướt ra sau đó với tư thế xét đánh không kịp che tay hung hăng anh lên đại não của lão trong nhất thời hiệu quả tổn thương khủng khiếp của tinh thần chi hòa liền khiến cho nê hoàn cung của vị trưởng lão âm khôi tông bạo động lên ai tinh thần lực nhất thời bạo động vị trưởng lão của âm khôi tông này gần như trong chớp mắt đã mất đi sức khống chế đối với cơ thể thân là linh phủ sư hắn chủ yếu tu luyện tinh thần lực hiện giờ tinh thần lực đang không ngừng bạo động thực lực của hắn trợt giảm xuống đến mức cực thấp thậm chí ngay đến việc đứng vững thân hình cũng vô cùng miễn cưỡng có điều may mà kinh nghiệm thực chiến của lão cũng khá phong phú tuy rằng tinh thần lực mất đi khống chế nhưng lão lập tức thúc giục tâm thần muốn khống chế phủ khôi cao cấp kia bảo vệ hắn nhưng mà ý nghĩ đó vừa lóe lên lão liền cảm thấy ngược mình có chút lành lạnh tiếp theo đó một thanh cổ kích sắc bén đã đặt ngay tại yết hầu của lão đồng thời một tiếng cười khẽ giống như quỷ mị cũng trượt từ phía sau lưng lão nhẹ nhàng truyền đến. Xem xem tốc độ thúc giục phù khôi của ngươi nhanh hơn, hay là ta cắt đứt cổ họng của ngươi nhanh hơn. Cảm giác từ chỗ yết hầu truyền hàn khí dày đặc, thân thể của trưởng lão âm khôi tông kia lập tức trở nên lạnh lẽo và cứng ngắc. Hắn cũng không dám có chút cử động nào, tuy hiện tại hắn đã có thể khống chế phù khôi, nhưng hắn cũng hiểu được, trước khi phù khôi kịp xông tới, lưỡi kích sắc bén kia có thể dễ dàng cắt đứt yết hầu của hắn. Ngươi là ai? Ta là trưởng lão âm khôi tông trên trán mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống vị trưởng lão âm khôi tông kia cố gắng khống chế chính mình chấn định lại lạnh lùng nói ồ nhắc tới âm khôi tông trước mặt ta chỉ sợ sẽ chỉ làm người chết nhanh hơn một chút lâm động có chút khẽ cười chậm rãi từ phía sau gã trưởng lão này đi ra phía trước lâm động nhìn thân ảnh trẻ tuổi xuất hiện ở trước mặt kia khuôn mặt già nua của trưởng lão âm khôi tông nhất thời run rẩy kịch liệt hiển nhiên lão không bao giờ ngờ tới được người đột nhiên lao dám toán lão cư nhiên lại là kẻ có ân oán không nhỏ với âm khôi tông bọn hắn, Lâm Động. Lâm Động khẽ mỉm cười, liếc mắt nhìn không gian tối đen phía trên, lạnh lùng nói. Đằng lỗi kia xem ra cũng tin tưởng ngươi lắm, hắn chính mình ở phía trên ngăn cản đại ma môn lại, mà cho ngươi xuống đây thu phục đầu phù khôi cao cấp này. Ánh mắt trưởng lão âm khôi tông lóe ra hàn mang, trong lòng không ngừng chuyển động tìm kế thoát thân. Tinh thần lực trong lê hoàn cung của lão, bởi vì lúc trước Lâm Động sử dụng tinh thần chi hỏa đánh lén, lúc này vẫn còn đang không ngừng bạo động chẳng qua chỉ cần cho lão một chút thời gian liền có thể ổn định lại tinh thần lực đến lúc đó một khi khôi phục lại thực lực lão liền có thể thoát thân từ trong tay lâm động hơn nữa còn có thể khống chế phủ khôi cao cấp đánh bại lâm động nữa người hẳn là đang nghĩ làm thế nào để giết chết ta có đúng không mà khi ánh mắt lão lóe ra lâm động cũng đột nhiên tiến tới một bước khẽ mỉm cười ngay sau đó ngón tay đột nhiên điểm ra trên đầu ngón tay mang theo một tia tinh thần trì hỏa ngưng tụ cuối cùng điểm lên trên chán trưởng lão âm khôi tông một cái thật mạnh, nhất thời phát ra tiếng vang nhàn nhạt. a à, trên chán bắt đầu toát ra từng luồng khí vụ nhàn nhạt, nhạt, sắc mặt trưởng lão âm khôi tông lập tức trở nên trắng bệch, tinh thần lực vốn còn đang bạo động bên trong nê hoàn cung hiện tại đã bị lâm động kích thích khiến cho bùng nổ trời long đất lở, cảm giác đau nhức điên cuồng bắt đầu lan tràn ra, trong chốc lát liền vùi lấp lý trí của lão. cho ngươi hai con đường lựa chọn, hoặc là xóa đi tinh thần ấn ký, hoặc là giết chết ngươi sau đó đích thân ta động thủ lâm động chậm rãi thu hồi đầu ngón tay liếc mắt nhìn trường lão âm khôi tông sắc mặt trắng bệch nhàn nhạt, nhạt nói lúc trước bởi vì muốn chờ đợi thời cơ tốt nhất cho nên trên phủ khôi cao cấp kia đã bị lão giả này gắn kết xong tinh thần ấn ký nếu như để lâm động xóa đi cái tinh thần ấn ký kia tất nhiên phải tốn công phu khá nhiều thậm chí cho dù dù hiện tại hắn có giết chết lão quỷ này thì vẫn như cũ không có biện pháp lập tức xóa đi dù sao mà kệ nói như thế nào lão giả này cũng là một gã linh phủ sư trung cấp muốn xóa đi tinh thần ấn ký của lão cũng không phải là chuyện dễ dàng gì ngươi nằm mơ nghe được lâm động nói thế trưởng lão âm khôi tông kia mặc dù đau đớn cùng cực thế nhưng cũng cố gắng nói tiểu tử ngươi không cần quá mức cản rỡ nhân mà âm khôi tông chúng ta toàn bộ cũng đều ở phía trên cả rồi đến lúc đó nhìn xem ngươi chạy trốn như thế nào nếu như ngươi biết suy nghĩ thì mau chóng thả ta ra nếu không hôm nay nơi này chính là chỗ chôn của ngươi xem ra ngươi vẫn còn chưa nhận ra rõ ràng mối quan hệ cùng với tình cảnh hiện tại của chúng ta. Nghe lão ta nói vậy, lâm động cũng thoáng có chút tức nuối, khẽ hít nhẹ một hơi, trượt ánh mắt hắn biến thành lạnh như băng, cổ kích trong tay nhẹ nhàng xẹt quỹ yết hầu của trưởng lão âm khôi tông, nhất thời một tia máu tươi đã xuất hiện trên cổ hắn. Đợi đã! Từ yết hầu truyền đến cảm giác lạnh lẽo, khiến cho toàn thân trưởng lão âm khôi tông sợ hãi, đến mức nhảy dựng lên, khóe mắt lão ta kịch liệt run rẩy, vội vàng thét lên. Phù khôi cao cấp kia mặc dù là quý giá, nhưng nếu như vì nó mà đánh mất tính mạng, như vậy thật sự không đáng rồi. Cánh tay Lâm Động nhất thời dừng lại, ánh mắt trầm tĩnh dương mắt nhìn trưởng lão Âm Khôi Tông, hắn dùng ánh mắt ra hiệu, bảo lão hành động nhanh chóng lên một chút. Trưởng lão Âm Khôi Tông nhìn thấy như thế, cũng chỉ có thể không cam lòng, cắn răng một cái, sau đó vươn tay ra, bàn tay chạm vào đỉnh đầu của phù khôi cao cấp kia, tinh thần lực trên lòng bàn tay bắt đầu khởi động, tinh thần ấn ký trên đỉnh đầu của phù khôi cũng nhanh chóng trở nên mở nhạt đi đa tạ tiểu điêu giám sát lão gia hỏa này nhìn thấy tinh thần ấn ký đã được xóa đi trên khuôn mặt lâm động cũng hiện lên một tia mỉm cười sau đó hắn quay sang cười nói với tiểu điêu đang ngồi trên vai mình tiểu điêu cười tủm tìm gật đầu trực tiếp phóng tới đỉnh đầu của trường lão âm khôi tông từ trong móng vuốt hắn một cái quang bàn tử hắc sắc bắt đầu chậm rãi khởi động khí tức sắc bén nguy hiểm từ cái quang bàn kia toát ra làm cho trường lão âm khôi tông không dám nhúc nhích lấy một cái lâm động quay người nhìn đầu phù khôi đang đứng chỗ huyệt động bên cạnh trong mắt cũng có một tia kinh hỉ cùng với cảm khái đầu phù khôi này toàn thân là một màu ngăm đen thế nhưng trong mơ hồ cũng có một vài tia quang mang màu vàng sáng bóng lóe lên trên thân thể của nó nếu quan sát một cách cẩn thận mới phát hiện ra những tia quang mang màu vàng sáng bóng phảng phất ấy chính là những đạo phù văn kỳ lạ cực kỳ phức tạp đầu phù khôi này ngoại trừ bởi vì năng lượng cạn kiệt mà quang mang trên người không chút sáng bóng ra cũng không có hư hao gì cả hơn nữa mặc dù là không còn chút năng lượng nào nhưng mà trên người của nó cũng mơ hồ cảm nhận được một loại hương vị áp bách nhàn nhạt, nhạt quả thật không hỗ là phù khôi cao cấp loại phù khôi có cấp bậc như thế này cho dù là nhìn khắp cả vương triều đại viêm này chỉ sợ số lượng cũng không đếm được trên đầu ngón tay quả nhiên là thứ tốt ánh mắt lâm động quét nhìn đầu phù khôi cao cấp kia sau đó tán thưởng nói so sánh với đầu phù khôi cao cấp này đầu phù khôi trung cấp mà hắn lấy được từ chỗ cổ mộ phủ thật sự không đáng để nhắc đến trước hết gắn lên tinh thần ấn ký rồi tính tiếp sau khi quan sát một chút lâm động thu liễm lại tâm thần một tia tinh thần lực dũng mãnh nhanh chóng tiến vào trong thân thể của phù khôi với cục diện hiện tại trước mắt mà lựa chọn gắn tinh thần ấn ký lên phù khôi tại nơi này thật sự cũng không phải là sự lựa chọn tốt lắm nếu kéo dài thời gian bị bọn người đằng lỗi phát hiện ra hắn lén cướp đoạt phù khôi như thế này tất nhiên sẽ dốc toàn lực công kích hắn tuy nói nếu như đơn đà độc đấu hắn cũng sẽ không sợ đằng lỗi gì nhưng dù sao bên phía âm khôi tông vẫn còn có không ít người nếu như đối phương tiến hành xa luân chiến hắn cũng không cách nào chống đỡ nổi nhưng mà nếu có thể thuận lợi thu phục được đầu phù khôi cao cấp này sức chiến đấu của lâm động không thể nghi ngờ là sẽ gia tăng lên rất nhiều cho dù là đối mặt toàn bộ nhân mã của âm khôi tông trên kia hắn cũng sẽ không có chút e ngại theo từng tia tinh thần lực của lâm động dũng mãnh tiến vào thân thể kia ở giữa trán của đầu phù khôi cao cấp tinh thần ấn ký lúc trước đã tiêu tán lại một lần nữa chậm rãi hiện ra nhìn thấy lâm động hành động như vậy sắc mặt trưởng lão âm khôi tông kia cũng trở nên cực kỳ khó coi vì chết đã nấu chín không ngờ lại còn có thể bay đi ngay trước mặt lão như vậy việc này nếu như truyền về âm khôi tông lão tất nhiên cũng sẽ bị trừng phạt không nhẹ nhưng mà tuy biết rõ ràng kết quả của mình sẽ không tốt nhưng mà khi trưởng lão âm khôi tông cảm ứng được từng tiên năng lượng ba động sắc bén trên đỉnh đầu mình lão cũng không dám có bất cứ động tác gì cả lão hoàn toàn không chút nghi ngờ nếu như giờ phút này lão dám có chút cử động nào tiểu điêu nhìn không chút bắt mắt nào trên đỉnh đầu mình kia chắc chắn sẽ ngay lập tức chém đầu mình thành hai mảnh cho nên sau khi cân nhắc cẩn thận lựa chọn giữa vứt bỏ tánh mạng ngay tại chỗ và chấp nhận trừng phạt sau này trưởng lão âm khôi tông vẫn vô cùng sáng suốt lựa chọn cái thứ hai thiết lập tinh thần ấn ký cũng tiêu hao của lâm động không ít thời gian và tinh thần lực muốn khống chế phủ khôi cao cấp lượng tinh thần lực cần thiết cũng có chút vượt qua sự dự liệu của lâm động nếu không phải tinh thần lực của hắn mạnh hơn rất nhiều so với những người cùng đẳng cấp, chỉ sợ hiện tại hắn khó có thể thành công thiết lập tinh thần ấn ký lên đầu phù khôi cao cấp này. Vù. Theo một tia tinh thần lực cuối cùng quán nhập vào trong thân thể phù khôi, toàn thân vốn có chút u ám của nó, nhất thời chậm rãi nở rộ ra một ít quang mang sáng rọi, những phù văn màu vàng mơ hồ kia cũng trở nên rõ ràng hơn rất nhiều, tạo thành một mảng phù văn tối nghĩa mà vô cùng phức tạp. Thành công rồi. Nhìn tinh thần ấn ký hình thành trên đỉnh đầu phù khôi, trong mắt lâm động cũng toát ra một tia vui sướng hắn rốt cuộc cũng đã đạt được một đầu phù khôi cao cấp chân chính trưởng lão âm khôi tông ở một bên nhìn thấy lâm động thuận lợi thu phục được phù khôi trong mắt cũng xẹt qua một chút thất vọng chợt cắn răng nói hiện tại ngươi cũng đạt được phù khôi rồi nên thả ta đi chứ trong lòng hắn đã quyết định chú ý một khi thoát thân sẽ lập tức thông chi cho bọn đằng lỗi kéo tất cả mọi người xuống đây chưa chắc không thể ngăn trở được lâm động thu hồi lại phù khôi cao cấp nghe hắn nói vậy Lâm Động khẽ mỉm cười, cũng chẳng thèm để ý tới hắn, mà chỉ chăm chú dương mắt nhìn phù khôi cao cấp trước mặt kia, toàn thân đang tản mát ra một luồng áp bách cực mạnh, hắn tuy rằng không dám khẳng định đầu phù khôi này thật sự có thể chống lại cường giả, tạo hóa cảnh hay không, nhưng ít ra đối mặt với loại cường giả bán bộ, tạo hóa như Lâm Lang Thiên kia, cũng có thể toàn thân trở ra, không có bất cứ vấn đề gì. Chẳng qua muốn điều khiển phù khôi cao cấp này, số lượng thuần nguyên đan cần thiết cũng là cực kỳ khủng bố nếu như muốn phát huy ra loại công kích cấp bậc cường giả bán bộ tạo hóa như lâm lang thiên kia chỉ sợ chỉ một lần công kích thôi đã phải tiêu hao đến mấy vạn thuần nguyên đan a à. cặp mày lâm động khẽ nhíu lại phù khôi cao cấp hiển nhiên là vô cùng cường đại nhưng nó đồng thời cũng là một cái máy nghiền thuần nguyên đan không đáy mặc dù hiện tại sau khi cướp bóc hoa tông hắn đã có thêm hơn 25 vạn thuần nguyên đan thế nhưng hiển nhiên cũng không thể tùy tiện để cho đầu phù khôi cao cấp này tùy ý tiêu xài cho nên nếu không đến thời khắc mấu chốt phủ khôi cao cấp này vẫn nên giữ lại làm thủ đoạn cứu mạng thì tốt hơn kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé đừng quên ấn like và đăng ký kênh Di các phim để cập nhật những video mới nhất nhé cảm ơn mọi người